Top 5 loại gỗ quý đắt nhất thế giới, riêng loại gỗ cuối tỷ phú Việt Nam chưa chắc đã mua nổi. Top 5: vương mộc từ đàn Ấn Độ, hiện tại đang có giá dao động từ khoảng 7 cho đến 12 triệu đồng trên 1 kg. Và vương mộc từ đàn Ấn Độ có những cái ánh kim sa lấp lánh vô cùng đẹp, và đặc biệt dòng gỗ này có mùi thơm ngọt tựa như mùi sô cô la vậy. Top 4: gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, giá hiện tại đang dao động từ khoảng 7 cho đến 18 triệu đồng trên 1 kg, và đây là vua của các loại gỗ thơm, và hơn nữa thì dòng gỗ này có khả năng lên tuyết tự nhiên vô cùng đẹp. Top 3: gỗ sưa Hải Nam Trung Quốc, hiện tại giá giao dịch đang khoảng từ 50 cho đến 70 triệu trên 1 kg, và sưa Hải Nam Trung Quốc có màu tím và vân vô cùng sặc sỡ, và hiện tại đang rất là khan hiếm ở thị trường Trung Quốc. Top 2: trầm hương tốc kiến đang có mức giá giao dịch ở trên thị trường rơi vào khoảng 70 cho đến 100 triệu đồng trên 1 kg, một con số rất ấn tượng đúng không anh em? Và anh em hãy chờ đón xem top 1 là loại gỗ hết sức đặc biệt này. Top 1: kỳ nam, cống phẩm của vua chúa, giá hiện tại đang giao dịch khoảng 20 tỷ trên 1 kg. Với con số trên thì các bạn đã thấy kỳ nam xứng đáng là top 1 dòng gỗ đắt nhất trên thế giới hiện tại bây giờ không ạ? Và với số tiền này thì không phải ở Việt Nam không có người sở hữu được ạ. Nhưng mà đây chính là lý do chính khiến cho những tỷ phú Việt Nam khó có thể sở hữu được kỳ nam.